Bỏ dấu thì sẽ ra vũ khí. Bỏ chữ cái đầu ra tên một loài hoa. Bỏ cái chữ cái cuối thì nó sẽ ra tên của một loài động vật. Kiếm đi. Súng ha, súng à, súng bốn chữ bỏ luôn. Thông. Có đứa nào chỉ này nè? Có ai đâu. Thì em nói đi, chữ đó chữ gì vậy thôi. Trong là vũ khí, bỏ chữ cuối, chuồng chuống. Trồn. À, rảnh dễ sợ à. Ăn rảnh là rảnh dễ sợ à. Trong chồn đấy. Đáp án cuối cùng em là chữ trong. Được chưa? Rồi khoan nè, à, cái từ đấy nếu như bỏ dấu. Em đừng có làm 2-3 lần tôi mệt. Em nói em hay có bị cái tật mà chứ mà nhấp nháy. Bây giờ tôi hỏi em một cái chữ cuối cùng em chốt là chữ gì? Trong. Sai, tôi cho cơ hội tới cỡ đó mà vẫn trật, quý vị thấy không? Bánh quy sữa Marigold được làm từ sữa New Zealand cao cấp. Heo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Vậy chơi rồi, quyết đi thôi. Khó không anh? Khó lắm. Khó đấy. Nãy anh Tú lên mà ngỡ ngàng sửng sốt. Có mèo hay không? Không biết mèo hay không mà mỗi lần trả lời xong nói gì nè. Nghĩa là không tin mình trả lời đúng. Không tin là mình trả lời sai. Lần đầu em cũng vậy á. Và bây giờ là phần thi của Phương Lan. Bạn Long là một người rất sợ lạnh nên lúc nào cũng đội nón hết trơn á. Và bạn không bao giờ bỏ nón ra đâu. Ai bảo cũng không. Chỉ có một người nói là bạn chịu bỏ thôi. Ai? À, thầy chùa. Vô thầy chùa cởi. Thầy làm sao mà được đội mũ? Không chính xác. Đó là ông thợ cắt tóc nha. Ủa, cũng vậy thôi. Ông thợ cắt tóc mà cũng vậy thôi cái gì? Đâu có ai quy định Long đi tu đâu mà nói là thầy chùa. Trời. Em thật là ngỡ ngàng. Em ngỡ ngàng nữa đi. Em ngỡ ngàng. Bây giờ con này ngỡ ngàng nữa nè. Nữa nè. B là con của A nha. Rồi. A là con gì? A là mẹ, mẹ B. A là bò. Đúng rồi. Rồi tiếp nè. Thương á, nhờ bạn Chi bỏ 9 cái gói bánh Marigold vô 4 cái hộp. Trong cái hộp phải có 3 bịch. Hỏi em làm sao để bỏ đều đặn, hợp lý 9 cái bịch bánh đó vô 4 cái hộp. Bỏ nghiêng. Bỏ nghiêng là bỏ sao? Ủa, không phải hả con? Bắt buộc là mỗi một cái hộp là phải có đủ 3 bịch. Vậy thì cho em hỏi là cái kích cỡ cái hộp nó có bằng nhau không ạ? Em muốn làm gì làm? 9 chia làm 3 là bỏ 3 hộp đó, xong 3 cái hộp đó bỏ vô một cái hộp cuối cùng là 4. Lên. Xuất sắc. Anh trả lời được câu này không? Dĩ nhiên là rồi. Dĩ nhiên là rồi chứ. Dạ em không trả lời được câu này nè. Có 4 số 9 nha. 9999 được chưa? 999 số đẹp mãi mãi. Nghe là thấy vàng rồng rồi được chưa? Vàng rồng mãi mãi. Bây giờ em nhét cộng trừ nhân chia sao vô chính giữa không cần biết, kết quả ra 100. 999 là 1 1 1 9 9 9. A a a a. 9 chia 9 là 1, cái cộng 99 trăm. Đúng rồi. Lên. Lên. Anh hơi phức tạp anh nha, hơi phức tạp nha. Yeah. 1 tháng 2 bé Bi ra đời. Vậy thì 1 tháng 3 là gì? 1 tháng 2 bé Bi ra đời. 1 tháng 3 là một ngày bình thường trong năm. Khoan nè. 1 tháng 2 ví dụ ra đời xong cái tháng là đầy tháng là được ăn cho ăn xôi ăn chè rồi đó. Đúng rồi. Đó. Hai chị em 1 tiếng đồng hồ xếp được 50 cái quạt, trong đó là bà chị xếp được 30 cái đó. Đố em 1 tiếng rưỡi thì mỗi người xếp được nhiêu cái? Tiếng là 50, nửa tiếng là 25 cái, không anh? Mỗi người gấp được nhiêu cái mà? Mỗi người được bao nhiêu cái hả? Bà chị 15 nè, bà chị 15 nữa nè, nhỏ em thêm 10 nè. Vậy thì 30 cộng 15 là 45, 2 mà thêm 10 nữa là 30, 45, 75 cái. Nói cho chính xác lại. Bà chị sẽ được 45 cái. Còn bà em là được 30 cái. Cái này mới đúng. Tại vì chị 1 tiếng được 30, thì giờ thêm nửa tiếng nữa bản thân nó được 15. 15 cái. Thì 30 cộng 15 45. Dạ. Còn em lúc đầu 1 tiếng được 20 cộng thêm 10 nữa là 30, được chưa? Nghe một lần một, không đọc lần thứ hai nha, tập trung nha. Chú Tân có 7 người con gái bao gồm Thương, Thảo, Thu, Thủy, Thanh, Thư, Thả, được chưa? Thương, Thảo, Thu, Thủy, Thanh, Thư, Thả. Rồi, con trai có 5 đứa, tên là Tiến, Tâm, Tài, Tuấn, Tú. Thương, Thảo, Thu, Thủy, Thanh, Thư, Thả. Hỏi người cha tên gì? Chú Tâm. Chú gì? Chú gì? Xài ghê nhớ tên mấy đứa con chứ không biết. Ông này tên Tâm hay Tư gì nè. Tờ đó. Xài ghê. Anh cũng biết tâm tư của em rồi. Tâm hay Tư nè. Trả chú thì phải là chú Tâm. Chú Tâm thì mới vô chứ chú Tư là kỳ. Thi thì phải chú Tâm chứ. Đúng rồi.
Chốt không? Chú Tâm đó. Chú Tâm đó. Xuất. À, Tú có bị lừa câu này. Em là người phải chú Tâm chứ không phải ổng là chú Tâm. Ổng là chú Tân. Cái lúc đầu anh Thành có đọc chữ Tân rõ không ạ? À? Rất nha. Có rõ không ạ? Rõ không vậy? Rõ hả? À? Vậy là lỗi em. Tự nhiên nhớ Thương Thảo Thu Thủy gì đó. Tự nhiên nhớ chi em biết. Một chữ có năm chữ cái. Bỏ dấu thì sẽ ra vũ khí. Bỏ chữ cái đầu ra tên một loài hoa. Bỏ cái chữ cái cuối thì nó sẽ ra tên của một loài động vật. Kiếm đi. Súng ha, súng à, súng bốn chữ bỏ luôn. Trong thông. Có đứa nào chỉ này nè? Có ai đâu. Thì em nói đi, chữ đó chữ gì vậy thôi. Trong là vũ khí, bỏ chữ cuối. Chuồng chuống. Trồn. À, rảnh dễ sợ à. Ăn rảnh là rảnh dễ sợ à. Trong chồn đấy. Đáp án cuối cùng em là chữ trong. Được chưa? Rồi khoan đã. Cái từ đấy nếu như bỏ dấu. Em đừng có làm 2-3 lần tôi mệt. Em nói em hãy có bị cái tật mà chơi mà nhấp nháy. Bây giờ tôi hỏi em một cái chữ cuối cùng em chốt là chữ gì? Trong. Sai. Tôi cho cơ hội tới cỡ đó mà vẫn gặp cái gì thấy không? Cái chữ trống em bỏ dấu nó ra trong là đúng rồi nè. Dạ đúng. Trống. Em bỏ chữ G ra trốn. Con trốn là con gì? À, vậy là nó là chữ gì? Chồng. Đúng. Em bỏ G nó mới ra chồn. Bỏ C nó mới ra hồng. Cái này người ta gọi là gì? Thiên bất dung gian. Tại vì em lưới trời lòng lòng tuy thưa khó lọt. Tại vì em là chưa cưới chồng nên em chưa nghĩ tới ra được từ đó. Thành thử ra em phải chống đúng không? Dạ đúng. Và rồi. Và em sai. Em sai. Tiếp tục câu này hóc búa nữa, nhức đầu nữa. Hóc nữa, sao mùa này khó dữ vậy ta? Mùa này hóc lắm em. Thách thức quá nè. Mẹ biểu Nam á, dắt 20 con cừu ra chợ bán. Nó bán từ sáng tới tối. Tối nó mang về đúng 20 con cừu đó. Vậy là nó không bán được gì cả. Vậy mà nó có tiền nó đưa cho mẹ nó. Nó đi là tiền bán cừu mới ghê chứ. Vậy đố em tại sao? Tết nó được lì xì và nó không có rảnh làm chuyện đó nha. Nó không đặt luôn. Người ta cho. Ví dụ người ta thương cảm một cậu bé bán cừu như vậy, tội người ta cho. Mai rảnh nha. Cũng không ai mai rảnh nha. Cho. Vậy thì tiền đâu ra? À, mẹ nó mua. Mẹ nó mua. Mẹ nó không rảnh để biểu nó ra chợ bán, xong tối về bả mua nghe chưa? Có nghĩa là nó có tiền, nó tự mua 20 con cừu đó. Vậy nó bị điên nó mới làm như vậy. Vậy thì một người không có tiền. Nếu không có như vậy thì là em điên. Một trong hai người phải điên. Em cũng muốn điên chứ. Một là em điên, hai là nó điên. Quá thiệt á. Bây giờ anh nói ra bây giờ em mới điên nè. Thời gian hết cách đây lâu lắm rồi. Ủa vậy hả? Gây lộn tới này là sao thời gian mà còn. Tại sao Nam nói là một dân vật thần bí vậy mà có tiền? Thì bảo vậy. Tại sao mà nên bán 20 con? Nó tối về mang cũng 20 con đó mình lòi đâu tiền ra đúng không? Dạ mà còn nói tiền bán cù nữa. Đúng. Tại nó bán lông cù em. Nó xuất. Đúng rồi anh, đúng con cù. Lông nó bán ghê lắm. Chứ rảnh đâu đi bán con cù chi. Câu mà ở dưới nước mới cả có cái đuôi ở trên là cái gì đi anh? À bây giờ phải giải đáp cái câu này cho người ta chứ. Ủa? Tới câu đó luôn hả? Tới câu đó rồi. Không tới. Em hỏi câu này. Con nào cái đầu nằm dưới nước mà cái đuôi nằm trời? Đây sẽ là câu hỏi phụ của chương trình. Cho các cháu luôn, luôn hỗ trợ đội trưởng luôn. Có. Này đố mèo nha. Có con này luôn nha. Con cái chim mà anh. Chính xác. Ôi. Em trả lời bừa thôi à? Đội em đấu chiến thắng. Cứ nhìn nhau trả lời thôi. Thưa quý vị là con cá chim. Cá dưới nước, chim trên trời. Cái đầu em, là cái chữ đầu, cái đuôi là cái chữ đuôi. Cũng nên gợi ý cái khúc này. Không, anh nghĩ là thôi em nên nhục khúc này đi. Thôi mình thôi về con ơi. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí mùa 3 lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh V Giải Trí. Xem ngay ngoài hàng Anh, combo VionVip và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng.